Ok, như vậy là đã vào trận rồi. Và bây giờ mình sẽ test cái bộ đồ này luôn. Mà nhìn cái bộ đồ này chẳng khác gì BD Thái hết mọi người à. Giống như đi chuyển giới vậy á. Hey yo, chào mọi người. Thì theo như yêu cầu của mọi người thì mình sẽ vào vòng quay đá chế tác và quay hết tất cả những cái bộ đồ này. Trời đất ơi, nó ra lâu rồi mà mình chưa quay. Và bây giờ thì mình cần bao nhiêu đá đây? Đá thì mình có rồi, 7 đá, ui 14 đá nè. Rồi thêm 10 đá nữa là 24 đá. Rồi thêm 6 đá nữa, trời ơi 30 đá. Phải lông đen, bây giờ quay thôi mọi người. Quay thôi, không nhắc lại nữa. Quay, đùng ra. Đá. Ui, bạn vẽ rồi nè. Một cái, ok. Tiếp tục, bạn vẽ tiếp. Hay. Bạn vẽ và đá luôn. Đá nè. Đá nè. Ui, quay đã quá. Ra đi. Ra. Ê, ra rồi. Cả đá và bạn vẽ luôn mọi người. Mình cần 30 cục đá. Để mình xem coi bạn vẽ mình cần bao nhiêu cái nè. Đây 3 nè, đây 3 nè. 22 nè. 10 nè. 12 bản vẽ. Và 30 cục đá là đổi hết tất cả bộ đồ này nha mọi người. 20 cục đá rồi. Còn 10 cục đá nữa. 22 cục đá. Bản vẽ ra tiếp rồi, 6 bản vẽ rồi mọi người ạ. Cố lên. Tốn kim cương quá. 26. 27 đá rồi. Đầu phòng đầu xanh đầu đũa đầu đen. Bản vẽ đi chứ. Bản vẽ hay lắm. 뭐, bản vẽ. Đá nữa. Đủ đá rồi, không cần đá nữa đâu. Bản vẽ thôi. Đủ rồi. Bản vẽ đâu? Bản vẽ của tôi đâu? Bản vẽ hay lắm. Hai cái nào? Bản vẽ luôn. Hai cái nào, trời ơi khổ thân, sao lại không ra hai cái vậy? Ừ, đủ luôn. Ghê chưa? Đủ nào, đủ, hay quá. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào đổi đồ nha mọi người. Ui, bộ đồ này đẹp thế, quy đổi nè. Chúng ta có được bộ đồ thần cáo lửa. Wow, xịn sò. Mở sau nha mọi người. Rồi, nữ cáo lửa nè. What? À, nữ tiên tri nha mọi người. Ủa, to thế. Hả? Tiếp tục. À, đây là thần gì đây? Đây là thần cáo. Còn bên kia là nữ tiên tri. Mình theo như mình thấy thì cái vòng quay đá chế tác này rất là đẹp. Ôi, đẹp thế. Bộ cuối cùng. Mình thấy bộ cuối cùng này đẹp hơn mọi người ạ. À, nhìn kìa. Thấy cái màu xanh này nó đẹp hơn màu trắng với màu đỏ nhiều á mọi người ạ. À. Ok, vào tủ đồ thôi. Ui, ngầu thế nhờ. Đây bộ đồ màu trắng nè, màu xanh nè, màu đỏ đi. Trang bị ngay liền. Rồi, vào tủ đồ xem có che bao lô không? Che giáp à, không che bao lô. Vậy thì lấy một cái bao lô nào màu đỏ để cho nó hợp. Để xem coi có cái nào xịn sò không. Cái này à, à cái này đi. Đó. Quá chuẩn ngầu, luôn. Ngầu. Đẹp luôn nha mọi người. Ok, như vậy là đã vào trận rồi. Và bây giờ mình sẽ test cái bộ đồ này luôn. Mà nhìn cái bộ đồ này chẳng khác gì BD Thái hết mọi người à. Giống như đi chuyển giới vậy á. Đầu cắt mò. Hề luôn. Rồi mình đặt ba cái này ra và mình sẽ nằm xuống đóng tiền. Vùng vẫy như một đứa em bé. Dùng vậy à, không chịu đâu. Tiền nhiều quá. Quá trời tiền luôn. Anh em tới lụm đi. Ủa sao không thấy ai lụm hết vậy. Lụm đi. Các chế ơi lụm đi. Đó, cả đống tiền luôn. Thôi cái đống này mà cho mình xài, chắc là xài hết cả đời mình luôn. Cũng không thể xài hết cái đống tiền này luôn các bạn ạ. À. Đó, chỉ cần 1 triệu đô la Mỹ thôi là xài 3-4 đời rồi mọi người ạ. À. Game này chắc khó mọi người, ai cũng biết mình, chắc đi săn mình đây. Đảo Thiên Đường. Ui, tưởng đâu đảo sa mạc là mình đi ngủ mất tiêu rồi. À thế à?
Nói chung mình rất là thích đảo Thiên Đường các bạn ạ. Tại vì người đầu tiên lấy top 1 trên đảo Thiên Đường này là mình chứ đâu. Và bây giờ Phát đang chạy giữa đồng. Một pha chạy hớ hên đến từ vị trí của Phát. Có góc bắn đến từ vị trí của Phát. Phát bắn vào Apple Bài nhưng không trúng viên nào cả. Trong khi đó thì Apple Bài đang bắn rất mau. Đó là top 1 thiên về vị trí của Apple Bài. Và top 1 đó chính là Apple Bài. Mình nhớ là đợt trước mình có đi test ở trên Garena, test map đảo Thiên Đường. Và mình lúc đó chỉ có 20 người test thì phải. Và mình đã lấy top 1. Ui xịn sò. Có ai không? Ui đông thế sao nhảy khu vực này đông dữ vậy nè. Súng đâu, súng đâu, súng đâu, súng à, có cây súng điện rồi. Gần mình có người, có người, có người. Trước mặt mình luôn. À, một thanh niên đi đâu mà vội mà vàng. Mà bóp phải đá mắt quang, phải dây headshot luôn. Lấy luôn cái đầu quá là nhẹ nhàng. Còn ai không? Ra đây luôn đi. Bên nhà ba lầu này, hồi nãy mình thấy có hai người nhảy. Chắc có lẽ là có địch ở đây. À, trên lầu, nó trên lầu nha mọi người. AK, AK, có AK xài luôn. Sao mình nghe hai tiếng chân ta? Nghe hai tiếng chân rõ ràng luôn. À, bên đây, hình như bên đây nè. Nếu như mà mình đoán không nhầm thì nhà trước mặt. Đúng rồi, nó trước mặt. Ô, rồi, rồi, rồi. Chạy qua không ta? À, chạy qua rồi. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Đừng chạy nữa, em ơi, đừng chạy nữa. Nhà mình còn gì đâu. Có mỗi con quay tàu, bạn cũng là đem đi để bắn cá. Có MP luôn rồi nhưng mà khoan. Á, từ từ, cái gì đó cũng phải từ từ rồi cháo nó cũng nhừ chứ. Có cần lao ra gấp như vậy không? Từ từ mình lấy lại bình tĩnh nè. Thằng trong đây nó sẽ chạy ra ngoài đường bằng cửa chính. Khoan khoan khoan, sau lưng có người. À, lén lén lút lút, định bắn lén tôi đúng không? Hình như nó quật chảo mọi người ạ. Thôi bắn chết luôn. À, nó ra cửa chính rồi, cái thằng ở trên ra cửa chính rồi nha mọi người. Đây 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 đây, đây. Bắn được này, bắn được này. Bắn được nè, bắn được nè. Ui, kéo lên, hay quá. Thanh niên cũng là cao thủ nha mọi người. Cao thủ, không ổn rồi, chạy đi đâu, chạy đi đâu. Đi đâu mà vội mà vàng. À, à. Đâu thế? Khang hết cả cổ các bạn ạ. À, vô nhà bơm máu cho nó an toàn đã. Không biết hôm nay sao các bạn. Hôm nay sáng thức dậy thì cổ họng mình nó rất là đau rát. Mình mặc dù mình đã uống nước nóng rồi nhưng mà nó vẫn còn đau. Nó giống như bị bể giọng mọi người ạ. Thế là chắc là do hồi tối hôm qua mình la dữ quá. Thằng này phải chết với mình. Chạy đi đâu, giả bộ chạy nè. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Bắn. Đau thế. Mía, củ cải. Đứng lại. Chạy đi đâu. Chạy đi đâu. Chạy nữa đi, chạy nữa đi. Bắn tôi nè, bắn tôi nè. Tôi vòng lại nè. Bắn tôi đi. Ngốc như con cóc. Trên đây có giao tranh. Mình có A Đức với lại là MP5. À đây rồi. Mù mắt nè. Mù mắt nè. Không ổn rồi. Đâu nữa. Ui, hai thằng đang bắn nhau. Khoan khoan, kiếm góc đẹp. Vậy A Đức cho mù mắt luôn. Ui, xa thế. Không trúng viên nào luôn. Lú ra. Lú. Không lú luôn. Ui, cái lúc mà nó lú ra thì nó dựng bom keo các bạn ạ. À, khổ thân. Xấy bom keo. Xấy hết. Rồi, rồi đây, đây, đây. Ui, rồi chết luôn. Mẹ, mày dám cà ép kêu của cao. Chết đi. Hụt nữa kìa. Hụt nữa. Rồi, hụt nữa. Nó ngay gốc cây nè, dựng keo lên cho chắc nè. Đó, biết ngay là bắn lại liền mà. Ờ, bây giờ chắc là quăng cho nó mấy quả lựu đi. Đảm bảo nó sẽ đi ra. Mình bắn được A Đúp. Bam, mù mắt rồi. Không ổn rồi, đừng chạy tới đây. Chạy tới đây là chết, chết. Chết, thấy chưa, không chịu nghe đâu. Chưa. Trên bản đồ vẫn còn vài người. À, biến bụi cỏ, biến bụi cỏ với tôi. Ui, phóng lựu, phải không, phải lục mini, không sợ. Ui, phóng lựu hay lục mini vậy? Chơi đậu phóng. Ui, mất cả đống máu luôn. Mẹ, khốn nạn thiệt. À, gì đó. Rồi, bị lát rồi, thanh niên bị lát rồi. Còn một kill dễ dàng. Còn trên nhà ba lầu nữa thôi. Em ơi, em xuống đây đi, em đừng ở trên đó mà làm chi hỡi em. Em ơi, em xuống đây đi, anh chờ cả buổi mà không thấy em. Không thôi anh lên luôn nè, lên luôn nè. Lên luôn, đâu rồi? Sọc vun. Em ơi, đừng chạy nữa. Nhà mình còn gì đâu.
có mỗi con quay tàu mà em đem đi cũng bán cá. Cho nghỉ mẹ một đi. Như vậy là trên bản đồ còn một à. À, ở dưới kia thì nó biết là còn mình với nó thôi, nó không cong lên rồi. Giả bộ bắn nãy giờ mà nó không cong lên luôn. Vậy là thanh niên này biết chơi nè mọi người. Ok, 9 quả keo. Keo này mình thắng. Keo này mình ăn chắc. Để coi. Ra đi bạn ơi. Tôi chạy vòng này bạn ơi, ra đi ra đi. Ra đây đi. À, bông keo à. Đây rồi. Đừng chạy nữa. À, à, chú khủng long vui vẻ. Chú khủng long vui vẻ nha mọi người. Để keo nè. Để keo cho chú sợ nè. Rồi gà chảo thôi. Khủng long ơi, đừng đừng bắn nữa. Mình là bạn của nhau. Ui, dễ thương quá à. Nằm giữa đống tiền cái coi. Khủng long ơi, mình sẽ giàu cùng nhau nhé. Ui, quăng hết đồ ra luôn nè. Đã vậy, ui nhìn đồ kìa mọi người. Ui, mình cũng quăng ra bớt để cho chỗ này nó nhiều nhiều đồ xíu. Đó, quăng ra, quăng ra, quăng ra. Pha cuối mà gặp mấy bạn như thế này thì dễ thương muốn chết luôn mọi người ạ. Cực kỳ dễ thương luôn. Đã, quăng ra hết rồi nè. Năm nè. À, đã quá. Đồ nhiều quá. Đây là cả thế giới rồi mọi người ạ. Đây là cả bản đồ loot để đây rồi. Làm gì ở khủng long? À, đừng khủng long ơi, đừng. Thôi mà. Ui. Khủng long chết luôn rồi. Sao ai gặp mình bo cuối người ta cũng đi tự sát hết vợ. Cái gì nhờ. Các bạn xem clip thì nhớ đăng ký kênh của mình và cho cái video một like nếu cảm thấy like nha. Hôm nay mình bị khan cổ nên không thể nói nhiều được.